大家好，第十四课。Bây giờ hãy học tiếp bài 14 tương với phần 1 bài 18 quyển 2. Đầu tiên hãy hỏi, Trương Đông, bạn định đi đâu? Bạn cần đi đâu? Trương Đông, 你要去哪儿? Mình đi ra bưu điện gửi. 我去邮局寄. Bưu phẩm, hãy nghe và nhắc lại. Bao của, bao, bao, của, bao của, bao của. Gửi bưu phẩm, chỉ bao của, chỉ bao của. Lấy bưu phẩm, chỉ bao của, chỉ bao của. Đi ra bưu điện gửi bưu phẩm, chỉ yếu chí chỉ bao của, chỉ yếu chí chỉ bao của. Hãy hỏi lại, Trương Đông, bạn định đi đâu? Bạn cần đi đâu? Trương Đông, 你要去哪儿? Mình đi ra bưu điện gửi bưu phẩm. 我去邮局寄包裹. 我去邮局寄包裹. Tiện thể, âm Hán Việt là thuận tiện. 顺便. 顺. 顺. 便. 便. 顺便. 顺便. Tiện thể mua chút hoa quả. 顺便买点水果. 顺便买点水果. Tiện thể đi ra ngân hàng. 顺便去银行. 顺便去银行. Tiện thể đi ra ngân hàng rút chút tiền. 顺便去银行取点钱. 顺便去银行取点钱. Tiện thể đi ra hiệu sách. 顺便去书店. 顺便去书店. Tiện thể đi ra hiệu sách mua một quyển sách. 顺便去书店买一本书. 顺便去书店买一本书. Hãy hỏi lại, Trương Đông, bạn cần đi đâu? Bạn định đi đâu? Trương Đông, 你要去哪儿? Mình đi ra bưu điện gửi bưu phẩm. 我去邮局寄包裹. 我去邮局寄包裹. Tiện thể đi ra hiệu sách mua một quyển sách. 顺便去书店买一本书. 顺便去书店买一本书. Bạn đi không? 你去吗? Không đi. 不去. Một lát Mary đến tìm mình với nghĩa lát nữa Mary đến tìm mình. 一会儿玛丽来找我. 一会儿玛丽来找我. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Màn thầu. Màn thầu. Còn lấy cái khác.
还要别的。卢尼森贝还拿多拉。换人民币还是美元？别数电话。知道电话号码。Hai bọn họ là người Hàn Quốc. Họ mình là Hàn Quốc nhân. Lớp nào? Nà cơ ban. Một ít thuốc bắc. Yì xie zhōng yào. Hai cái đĩa, chỉ đĩa nghe nhạc, đĩa phim. Làng trang quang phán. Uống cốc bia. Khơ bê phí chiều. Chỉ có em trai. Chỉ có tỷ tỷ. Cửa hàng. Sang tiền. Rất yên tĩnh. Khẩn an chỉnh. Buổi tối. Hoàn sảng. Hoặc là làm luyện tập. Hoặc trở dùa liền xí. Nhận gửi email. Sâu pha email. Chính là đang nghe nhạc đấy. Trần giải thiên y nè. Đang nghe ghiêm bài khóa mà. Trần thiên khở vấn lũ y nè. Lái xe đi cũng được, chỉ lái xe máy xe đạp. Chí chưa chủ dễ xính. Có mấy môn học? Yếu chỉ mấn khở. Môn văn hóa và môn thể dục. Văn hóa khở khở thí yu khở. Dạy tiếng Trung. Giáo hải yu. Dì, cô. Ai ý. Nhân viên phục vụ. Vũ ủy yuán. Chỉ lấy một cái thẻ điện thoại. Chỉ yào yi trang điện hoa khả. Điện thế đi ra bưu điện gửi bưu phẩm. Xuân biện chuyển yếu chú chỉ bao của.